mời hai anh có thể bước lên sân khấu để giúp Huyền Trang khám phá xem ca khúc nào sẽ được các thí sinh thể hiện được không ạ? Cố lên hai anh. Thay vì là chúng ta sẽ chơi những trò chơi âm nhạc đơn thuần thì bây giờ chúng ta sẽ có một phần chơi người đoán người trả lời bằng cách tôi sẽ đưa ra tên bài hát cho một người, người đó sẽ dùng ngôn ngữ hình thể để diễn tả cho người còn lại cũng như là anh Huy Tuấn và quý vị khán giả biết tên bài hát ấy là gì. Và phần chơi này chỉ có 30 giây dành cho hai vị giám khảo khách mời thôi. Ai sẽ là người nhận diễn tả tên bài hát và ai sẽ là người đoán ạ? Để Hiếu diễn tả đi, Khoa đoán. Anh Hiếu diễn tả nhá, tại vì anh Hiếu không phải Khoa học lắm, di chuyển khó lắm em. Dạ vâng, dạ vâng, dạ vâng. Chúng ta chỉ có 30 giây trong phần này thôi. Okay. Bây giờ thì anh Khoa sẽ không được nghe trộm đáp án của anh em mình. Bài hát 30 giây. Có bắt mấy đầu. Chữ? 5 chữ. Từ đầu tiên. Chưa. Chưa. Nhức đầu. Chưa. Chưa nhức đầu. Choáng váng. Xây sẩm mặt mày. Thôi, bỏ từ đó đi. Từ tiếp theo là một từ có 2 chữ. Trái tim. Trái tim. Yêu. Yêu đúng. Đúng. Nhưng mà yêu nó là từ thứ tư. Ok. Nhanh lên ạ. Trước từ yêu là từ à người. À. Chưa, ba chấm người yêu. À. À, nếu như mà nói tới cái bài mà gần đang đây mà Khoa biết, nha, đang biết của nhạc sĩ ba từ. Rồi rồi, Khoa biết bài này rồi. Chưa quên người yêu cũ. Chính xác, tinh tinh. Hiếu mà Hiếu tả chữ cũ thì bây giờ tả được gì? Chỉ cái mặt Hiếu làm cũ rồi. Ok, đấy, anh đang nói việc đó. Dạ. Có thể thấy được rằng là hai vị giám khảo khách mời chúng ta ngày hôm nay thực sự là rất ăn ý nhau, hiểu ý của nhau và rất là thông minh để có thể giúp Huyền Trang cũng như là quý vị khán giả khám phá ra được ca khúc tiếp theo sẽ được trình diễn ở trên sân khấu của Trời Sinh Một Cặp. Chúng ta hãy cùng giới thiệu và đồng thanh ca khúc đó chính là Chưa quên người yêu cũ với sự thể hiện của đội trưởng Hồ Trung Dũng và thí sinh Quỳnh Lương.